tiết thu thiên cung kỳ bái đạo dâng văn mời Phật Thánh Lai Đạo đàn duyên. Quả thực dâng lên tiết đăng trải, quả thực dâng lên lòng tin non bái thỉnh thánh tiền thánh mẫu ngự về trong sáng như hương lòng trời trong sáng như gương thần thông biến hóa sửa sang cõi đời thiên tiên cung thỉnh mời đệ nhất thiên tiên Thanh Vân công chúa thượng thiên đi mẫu ra ngực về lỗ hương xa nhiệt pháp rơi mông huân chư Phật hài hội tất giáo văn tùy sư kết tường vân thành ý phương ân chư Phật hiện toàn thân nam mô hương cúng giang Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô hương cúng giang Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô hương cúng giang Bồ Tát Ma Ha Tát Sa Loan thánh giá đề nhị địa tiên dâng văn mời thanh mẫu đề nhị địa tiên tích xưa sinh thành trong đền nị sùng sơn trên đàn hải ngạn nô nhiệt minh hương gia du từ mẫu lượng vô hương họa nồi đắc thanh hương chi tâm kim tưởng nhất chu biến thập phương nam mô hương cúng giang Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô hương cúng giang Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô hương cúng giang Bồ Tát Ma Ha Tát Sa Loan thánh giá hồi cung đệ tam thánh tiên cung thỉnh mời tiên thánh đệ tam xin lần lòng nữ mẫu đền đi thoại cung Tể thủ quý y tô tấn đê đầu diền đỉnh lê thất cầu trì ngã kim sung tán đại chuẩn đề duy nguyện từ bi thì gia hộ nam mô hương cúng giang Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô hương cúng giang Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô hương cúng giang Bồ Tát Ma Ha Tát khai quang dòng nhan thập cờ diệu quang minh chứng đàn duyên ngã tích tăng ngày cúng giảng kim phụng hoàng thân cận thanh chúa tiên trung vương ca lăng tần gia ân từ bi lân mân chúng sinh cổ ngã kim đính lệ khai quang hòa chứng đàn duyên Sa Loan thánh giá hồi cung có lệnh truyền ra thánh ông ấy có lệnh truyền ra quân quan thủy bộ cùng là chư dinh hồ binh nó phạm nam thành nó phạm nam thành hồ binh nó phạm nam thành đánh đông dẹp bắc nghe cho an nước nhà bên thời cửa thiếu cửa đài ngoại mãn di uy uy mi cũng nghi phục y chung mi hoa đồng mộ đức y tôn thân thượng minh quân y hạ lương thần nhất đường y ngư Long Vân y tao phùng Thank you.
phán các quan ông về triền phán các quan ni tả văn niu võ lương ban đáo đặt lệnh triền văn võ đối hàng thiên binh vạn mã hằng hà kéo ra lệnh triền nhất đội vạn cờ đức ông bây giờ ngày trăng giáng anh linh trước là khám xét bản đền sau ra thu chóc hết tả tình phen này ông ra trần thế biết tay đề nạp thiên tào sớ văn đề nạp thiên tào hồi tấu về cho tới mi ngôi cao đế đỉnh tấu về thủy tế long tình chữ phú chữ quý được kháng linh thọ trường phi cho dũng mạnh kháng cường đầu năm chi quấy mi lộng tài đề năng vốn mùa nồng nở như hoa sóng nhan hai quang thâm cờ diệu quang minh chứng đàn duyên ngã tích tăng ngày cúng giảng kim phục hoàng thân cận thanh chúa tiên trung vương Voi tha
thao lược hùng oai quán cổ, văn kinh luân khí độ miệt na nhân. Thánh giá hồi cùng tên gọi đại hoàng vương cô đôi, có tên gọi đại hoàng thông minh chính trực đảm đang trong chiều. Tan giấc quê ý, phong loạn sực tình ý, đốt nhang nghi trầm một đỉnh ý, dâng lên lâm dâm bút ngọc con biên đồng đào hé vương cô ý, khấn cầu ý. Triền phán các quan vương cô vị, triền phán các quan tả văn nêu võ, lương ban đáo đàn lệnh triền văn võ đôi hà.
hiền binh vạn mã hằng hà kéo ra lệnh triển thiên đội vạn cờ. Vương cô bây giờ chắc rằng anh linh trước là bảo hộ gia đình. Văn sớ dâng lên thượng lai, văn sớ dâng lên cô về tấu đôi chép biên rõ ràng phi cho nhị tự tràng sinh. Chữ phú chữ quý được khang linh thọ trường phi cho dũng mạnh khang cường. Khai quang dòng nhan thâm cờ diệu quang minh chứng đàn duyên. Ngã tích tăng nghi cúng giảng kim phùng hoàng thân cận thanh chúa tiên trung vương. Càng tân gia ân từ bi lân mân chúng sinh vô ngã kim đính lệ khai quang phá chứng mã văn. Nguồn ân
bao phút thấy mộng thần sao xa đổi vị. Trong triều đình kén về quý phi, thái sư bèn tấu đăng ngô trình xin dâng mỹ tử tên Vương ấy cố xuống vạn an kiếp bạc trở ra về bảo lộc trần. Thánh giám hồi cùng bát nàn dâng văn ni đại tướng ni bát nàn ni bao phen chiến lược chiến công lưu truyền đuổi Tô Định ra khỏi vùng biên giới ca khai hoạt tiếng trống mê linh hai cột đồng diêu phong tử phủ sử sách ngàn thu nay vẫn lưu truyền tiên là cổ tích mi linh từ. Cái con tuổi già đã ngoài 50
mong mi sao trông được nghỉ một ni người cậy trông đi. Bỗng một hôm sự lạ mí trong phòng, đóa hoa thơm bà đã mầm thai, tin vui khắp hết mọi nơi. Đúng ngày rằm tháng tám mi nữ ngày giáng sinh, trong lòng vui sướng gả con cho quận trưởng Nam Chân. Không ngờ tin Tô Định bất nhân, ham tài đắm sắc kéo quân mi đến nhà. Trở ra về chùa Hương Tự tiên la lành mình.
xa về chùa Hương Từ tiến là lành ở mình. Các bố lão dân tình đón tiếp mọi người đều kiên quyết đi theo Bình Nhung. Võ nghệ còn nghèo, thanh niên trai tráng quyết theo mi đêm cùng. Trong lòng vui sướng quyết ra tay luyện tướng ba quân ba ngàn binh nữ xa gần đi theo cờ bát nàng tiến quân Mỹ diệt thù. Xưa bán vợ đỡ con tháng năm nằn vết soi đỏ
treo cao mi giá ngọc, quý gì hơn ni độc lập tự do. Cả nước ta chung dòng máu đỏ xót giống nòi, châu ngủ không yên giận quân ni Tô Đình bão. Thank you.
nghĩa binh ba đạo bầy đồng vũ nương ngài. Đại tướng tiên phong ba quân sấm dậy uy hùng, dẹp mê tan quân giặc sắc phong mi bát nỡ nàng. Hàn Tô lần này nữa kéo sang có tin cấp báo khẩn trương phục nghi ba mã viện tìm mi đường chung vây đi. Chiến đấu chiến ba quân đi tiền hộ đội mau hắc giang một trận qua mau phá tan đi quân giặc này lấy đầu tương tô đi. Trời sau là chầu bái tạ dân nuôi tuốt đôi kiếm bạc trẻ đôi quân thù. Nhan thơm tâu nối kiều trung thiên phần làm con yêu kính nghiêm đường. Có lẽ đâu con cúi đầu chịu nhục nghi trả thù nhà con báo đền thù cha con ra đi bốn bề là nhà. Khai quang song nhan thầm cờ diệu khai quang chứng đàn gì Nga Tích Tăng cùng Giang Kim Phụng Hoàng thân cận Thánh Chúa Tiên Trung Vương. Đồ cho già trẻ gái trai gia trung thịnh vượng lộc tài hoan hân có chứng giảng thanh giang liêu ân. Con ra đi bốn bề là nhà đền ở nước yên thân vì xa tắc nghe coi tình độ xin cha già yên giấc để con đi giết giặc thành công. Tùng tùng tiếng trống mê linh bất cờ khởi nghĩa cho bác đi danh hàng đầu có binh thư đọc suốt đêm thâu ngày ngày luyện tập giải rồi ba quân đi mũi gươm thiêng sang to trung thần cờ hồng ra trận lấy lực một phen.
ông ra trận lấy lưng một phen. Chúa Bác Đạt cùng người vệ sĩ đến bờ sông Hồng quyết tử quyết sinh. Bát Đàn ngài hiên ngang đứng giữa đôi mắt người tỏa sáng hào quang. Chúa thương dân lệ nhỏ đôi hàng. Vung kiếm vàng vào sinh ra từ phá vòng vây dè lối ra sông. Mênh mông lượt cuốn đôi dòng, hiếu chung trọn vẹn lại để non sông. Đôi kiếm thần vào sinh ra từ kiếm treo thiên dòng ruồi đến đâu. Mênh mông lượt cuốn đôi dòng, hiếu chung trọn vẹn lại để non sông. Ra tới bên ấy thuyền nát nhỏ, đôi kiếm thần mượn gió chèo bơi. Dòng lệ sầu theo dài sông trôi, nước non chất nặng lên đôi vai người nữ trình. Sáng chim hiểm nghèo bước như dao châu quyết liều mình thác nghe máu tim chàng máu bạc uy lên. Thiếu gì thần toán mưu mô chăm mãi rồi lại đình tô có chuyện quân sĩ vai mang cung nỏ hú ba quân thẳng tới rừng sâu đến bờ sông Hồng quyết tử quyết sinh. Trái gái không quên ba năm độc lập Giang Sơn Thái Hòa thuận đi thời thiên hạ xương cả. Giang nàng tiên nữ bay về ngày hội vui. Tình tăng tính mây bay lưng trời mây lưng lỡ trôi. Tình tình tang tình mây lưng trời lưng nghỉ lỡ trôi. Thank you.
người thiên hạ sướng ca. Đinh Nhung lại nổi can qua mê tức thì chưa bát nạt cùng người vệ sĩ đến bờ sông Hồng quyết tử quyết sinh. Tháng 37 nhâm dần chân người nhẹ bước đến đâu dừng nên nhận nghĩa bắc nhịp cầu vinh hoa đẹp như sao bắt đầu ngân hà. Thục nương khi thái kiếm treo thiền dòng ruồi đến đâu bình nghĩ mình về ngã ba sông y a la thuyền tới bến sông than rằng cung kiếm mã hồng nước non sự nghiệp đau lòng vua tôi ý ai sớm phụng thờ 30 mùng 1 mười 4 hôm rằm 30 mùng 1 hôm rằm 14 sớm chiều ca vang tay tay khơi bê bang rừng vàng đem cho trăm họ giàu sang muôn đời đem cho trăm họ đời đời giàu sang. Trăm hoa đua nở trăm bông hoa đua nở đầy ngàn tay hái ngồi trên vai nặng chai chín thơm dùng da dùng dinh quầy gánh đầu non dùng da dùng gì quầy gánh đầu vang vang bên suối rừng đôi chân đi chơi hội
mì nương, con bái lạy trước linh sàng. Phận làm con hiếu kính nghiêm đường bề nữ tắc. Con xin gìn giữ. Than ôi phận con nhi nữ hẹn phận bạc, chữ nhân duyên chưa toại ta sinh. Chư nữ chung tỏ mặt mì non sông ngàn xưa nợ nước thù nhà. Nương Vũ Thị chấm oanh qua cơn loạn lạc đao binh, giặc nghỉ tô sát hại dân tình nghỉ khổ sai. Kiếm chèo thuyền sóng rồi đến đâu bình minh, về ngã ba sông tiến đi là cổ tự, mắt đi trông mỹ thọ tường. Nam mô Phật tuần hướng con khấn nguyện, chí hào hùng quần quật này thác số khảo bình, mở hội tế cờ chiếu bình vạn mã cứu giữ ba đền tiên la.
nay thác than sụt sôi mới giọt ngọc chữ quốc thù, đành nghi gác một bên nghìn năm hương khói lưu truyền, hồn thiêng đã thác về đền tiên la. Rừng hoa cỏ tiếc nghi thương thanh nghi nữ mi đất trời cùng nghi tác nghi chữ hùng anh tháng ba ngày 17 kỳ linh đúng ngày mát hạng thiên đình chiếu sai. Qua đồi ngang hạc giá bà về đây thanh bà giá ngự cùng mây, khi đi gió bắc khi về gió nam. Ai ngờ con tạo treo người phượng nghi long ly biệt nề đôi nơi phũ phàng, căm giận loài sói lang tố định nợ thù nhà nặng nghi gánh giang san phụ thân đã rơi suối vàng phàm hương có nỗi chàng này chăng. Chưa trao phần nợ nhi, nghĩ đến giang sơn mà ngoảnh lại đời xưa lắm anh hùng, thơ để rồi
mái thanh phong. Cũng vì nòi sông lạc dòng bát làng ngài quyết chi hy sinh. Châu nhớ vua rồi lại thương mình, chỉ nước tai ta giữ, ta có tranh giành của ai. Đã chọn chữ nghĩa con chưa chọn chữ hiếu, đạo làm con ơn nghĩa chưa đền, con nay gặp vận không may, thôi đành kiếp khác xin báo đền nỉ công. Đành hãi ngạ âm dương cách biệt sao cắt lòng, lệ thảm tuôn rơi thẹn phận, nước chảy hoa trôi thấm nhuần cây cỏ muôn đời mai sau. Danh nữ kiệt ngàn năm soi tỏ ngọn cờ đào, áo vải nên công thanh bà tỏ mặt anh hùng, lạc thì hồng bước lên. Sấm rền xếp ni soi ngã gục nghề, gương ma thiềm hóa rồng, gõ kim khi mũi phong mới thành mộ, quân kéo vào tuốt kiếm nghi binh lập, cơn mưa gió tan thành lụa đào một dài, thanh nghi răng về chiến binh bảo nhau dùng kế nhục hình,
khỏa thân chiến đấu sẽ đành phải thua. Nữ tướng biết ni miêu đổ lũ giặc, nếu giao tranh mặc tiếng ô danh, lệnh truyền quân sĩ rút nhanh, còn mình lấy kiếm hy sinh nghi tức ngỡ. Sự nghiệp mi đau lòng vua tôi, rừng lạnh lẽo chiêu hồn liệt sĩ có rượu ba tuần, dòng lệ chưa chan phạm hương chàng đã qua đời, để cho thiếp được tế chàng nghỉ đêm nay. Trước án giả căm thù, giặc hán sục sôi, rồi mai đây khi đất nước hồi xuân, có mặt anh hùng lưu truyền mai sau. Con gái châu ở miền đi, nay bỗng cơn gió núi mưa ngàn, ầm ầm binh mã kéo về tiến la, vào chùa lễ Phật Di Đà. Sử kinh binh pháp mi mượn thì đà lóng lương, cho ba mượn đi đà lóng lương. Nơi
Phật sớm tối trầu đèn hương, chí toàn miêu lưỡng tìm đường cứu dân. Vào buổi sáng mùa xuân mấy năm ấy, năm Nhâm Dần ngày 17 tháng 3 đi. Quân Tô Định ngầm mầm kéo tới, tuốt gươm đao phơi phới cờ bay ba bốn bề, khép mi chặt vòng vây. Bà quyết không xa mấy tay giặc, hồ nghĩa quân quyết chiến sông pha kiếm cùng trần mạc đao binh, thét đi đòi nợ máu sau là hiếu trung. Kéo lại bố về quân định bắt lấy bà chạy về tới đất Tiên La. Cha kéo quân sang cướp của giết người, gây bao tội ác tày trời. Thái thú Tô Định nó chính là người chủ mưu. Nó bắt dân ta mò ngọc trái dưới đáy bể, lên rừng tìm vật quý công dân, mà voi tê giác hiu nhung bắt dầm mưa dài nắng đi. Lưng quặn mì đỏ hòn sói,
dòng thơ hay nhiều người đón đọc, chỉ mong sao xóa sạch bất công, chỉ mong sao xóa hết nợ nần, chỉ mong sớm thoát nê khỏi vòng ngày xâm lăng. Xuân đang đổ trăng đầy ý. Trong sánh cùng mì non nước tô đình kia muôn ước duyên hài, tự thân ni quyết một liệu hai ý. Quân tô đinh nổi chân mi sấm sét, mang chặt đầu vũ chất làm đôi máu hồng, mi lòng trẻ sục sôi thét đòi nợ máu, vung đôi mi kiếm thần.
ai về lễ mẫu tiên la. Tiên ni la mở hội đẩy 30 ngày, người đi đông đúc trên mặt đê, cờ hồng dợp bóng khóm che mấy đầu làng rộn ràng trống hội nhịp nhàng. Thì ngâm phú đọc có tiếng đàn để hát văn, trong cung cầm mi thủ nha con phụng sự, ngoài dọc đường quan đi lại nghênh ngang, thuyền nan đóng chặt bến giang, khói nhang nghi ngút ni bạc nghi vàng mà tỏa bay. Qua đồi ngang hạc giá bà về đây, thanh bà giá ngự cùng mây. Khi đi gió bắc nghe, khi đi gió bắc, khi về gió nam. Ba mi dỗ mẫu thì đền tiên ni là con tìm về. Dỗ rằng ai buôn bán trăm nghề. 17 tháng 3 mi dỗ mẫu họ nguyện tìm về tiên là. Dân ta mở hội muôn dân về lễ bái đắm chiêu, người thời thôi ống sinh hòa, người thời ca vũ, người thời vui. Văn con dâng tiến văn ca, con dâng văn sự tích nhi chùa bát ni nàn đông nhung. Họ nguyện con dâng tiến văn ca, dâng văn sự tích nhi chùa bát ni nàn để đông nhung. Chức vụ đã nên tiền là chốn ấy, tao đền đi mới xong. Công hưởng thụ
cha nghĩa tình. Lộc mì của nhà vua khi xưa lánh nạn về chùa, ngày nay trọng trách nhà vua ghi truyền. Cuộc chiến đấu mấy năm niềm gian khó giặc Hán Tô, lần nữa kéo sang có tin cập báo khẩn trương phục ba Mã Viện tìm đi đường chung vây. Có tin cập báo khẩn trương phục mì ba Mã Viện tìm đường chung vây. Hai bà trưng ra ngay nguy chiến, quân phục ba khẩn cấp tấn công, yếm đào cởi vẫn ném sông. Hai bà lao xuống dưới dòng hát môn. Sự nghiệp đau lòng ngày vua tôi ý. Lời khấn nguyện dãi bày trước án dạ căm thù, giặc nghi Hán sục sôi thề rằng không đội chung trời. Mỏi gan giặc Hán tế người thác oan. Sử còn chép đời xưa để lại, năm Nhâm Dần 17 tháng 3, thập mì phương quý khách gần xa, tiên la tưởng niệm hương hoa cũng già. Ý a ê a thánh giá hồi cùng tam quang chiếu bao la thế giới, vầng nguyệt soi trói lọi nam thiên, đồng cuồng tiền chúa giáng sinh. Ý năm mươi
thân linh mồng mì ba tháng hai, dù nhau lễ mẫu đền đài đồng cung, cành khế xanh sương rơi lác đác hạt mưa rừng nhỏ giọt nắm cánh dễ kêu đồi núi vắng tanh. Tại sao sáng trên cành lá rừng nhấp nhô núi lại liền đồi, hoa rừng mi đua nở đang hé cười đón xuân. Xuất hiện nì bóng thần nì núi cao, nào họ Hoàng họ Hà họ Yên Đào họ Phùng họ Xã họ Cao họ Sâm họ Đoàn họ Doãn Đồng Tâm Đinh Hà Quách Bạch là thêm đi một dòng. Dòng nhờ tích xưa ấy từ cổ Hồng Bàng thạch nghi bi là xã tên làng Thọ Gia chúa bà lập miếu tựa phi thường chia 12 họ ngự chỉ bốn phương.
miếu lập đền, mạo đầu chảy hội sang đền gầy chúng con đi rước tiền. Rước tiên chúa tiến trình nghi lễ tiết châu hồng, tiến đi bệ gành ngai bãi sông, gái sắc trai tài một nghề đồng đấu vật để cho đời dài quay. Cha mẹ mong con sinh sao được nghỉ chữ vuông tròn ý. Dâng một lá cau lòng son, chọn đi quả lại buồng kính tâm mi thịnh một hồi chuông. Dâng nghi văn thanh tích nghi đông cuồng nghi chúa bà ý. Hoa sim tìm các cửa rừng ngài hái đền đông cuông, vạch nghi đá mang mây nhấp nhô, núi xếp trùng đài lầu cọ ban mai thánh bà ngồi thành thơi. Lắng nghe con chim én gọi đàn, ú ơ tiếng dế nỉ non mi canh trường, ngắm cảnh vật một màu phong cảnh chốn âm tiền như thế bồng lai, cảnh trần gian như thế chúng đai. Dòng mi nhà diệu tín sinh ra thánh bà, ngài tài cán khôn ngoan có phép tiền, hòa tốc mi tăng hình chốn đông cuồng, rừng thiêng nước độc một mình bà cai quản xưa nay. We'll be right back.
thú rừng bạt vía hổ lang kinh hồn. Ai ca lăng kín khẩu kín miều mi đáng chúc mi mi mặc kề đông cuồng bắc lệ lục ngàn tam kỳ khi núi dùm con chim hoa dạo đi. Thỉnh lai tiên chúa trên ngàn đông cuồng tuần quán đao đàn này chừng đây chúa mừng chúa màn anh linh cùng là công chúa sơn tinh mi các đà cô mừng cô ái cô ân đào lan quế huệ tân tân ni chúc mai chớ có sai lời thề thuở nọ lệnh bài sai đừng có nghỉ ngơi tính nghĩ còn hóng eo hay chơi ý à. Tính còn hóng eo hay chơi giọng mường giọng man những lời mình khó nghe mì đã di kín lao kín lúc mì đã chúc ai thuộc mỹ mà nghe gần nỉ sông mi gần suối gần khe sơn lâm bát ngát trà khe ngát lừng chốn sơn lâm cây cao bóng mát gió đưa mày bát ngát thơm bay phong mi quang mọi vẻ mọi hay sơn lâm vui thú tháng ngày sóng chơi khai quang sông nhan thập cờ diệu khai quang chứng đàn duyên nga thích tăng cung giang kim phùng hoàng thân cận thánh chúa tiên trung vương ý à. Trẻ gái trai gia trung thịnh vượng lộc tài được hân hoan có chữ rằng thanh giang lưu ân ý à. Ngày hôm nay tiên lễ sơn trang kim ngân thoái núi bạc vàng tiền dâng đi có cơm mi làm gạo lốc mi thơm lừng ý à. Có non châu quế giữ trăm mi non chiếc hải sảo lụa tăm mi vẫn khăn đi tiền đi tài nhất khỏe làm vạn vẫn du gây gió trời trang mi ngự về ơn đi lòng mi chốn nay sơn khê độ cho đệ tử đi huê được giữ muôn tiểu tôi cùng sự thần hồn ý à. Muốn song đăng chưa muốn dịu dàng mình khoan thai kìa thắt thắt lưng đai kìa thắt thắt lưng đai giọt ngăn né giọt dài ý à. Lưng đai giọt ngắn với giọt dài tay tay cầm đôi đuốc chân đi hai xào hoa
nhân xong tình xa bắt đầu ngân hà. Tang tính mây bay lưng trời, mây mây lưng nghỉ lờ trôi. Tình 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 nghỉ tang tính nghỉ kia mây bay lưng trời, lưng nghỉ lờ trôi. Giang giang nàng tiên nữ bay 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 về mừng ngày hội vui. Giang giang nàng ngày hội vui. Lộc tài chúa mới ban ra, một phương hội họp để đá tháng ngày. Ban cho tiền tốt lụa dày, bồng lộc cho lắm về đấy cho càng nhiều. Ban cho dài nhất được sang nhiều. Tài cho nhiều ấn năm ngoái năm xưa, họ nguyện còn khuya sớm phụng thờ. 30 mùng 1 10 4 hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 14. Nhạc vang lừng chim hót mi liu lô, tùng mi canh bay hót mừng chào đón. Mừng Chúa về đền tiên lá giáng lâm, độ cho người trần gian mi nhân tâm. Độ cho người ai đông nhân mi nhân tâm. Trang hôm nay dáng ngự, dáng yêu kiều xinh quá là xinh. Người xinh mi cảnh cùng mi hiu tình, người xinh mi cảnh cùng lung linh mi khác thường. Vui về họp mặt yên oanh quần chân em áo chít khăn xanh mi khoe màu khăn vấn đầu quần chân đi áo dắt thêm thuốc mùa là thoát thoát đi mới chiên ngồi dầu nhai đỏ làm diện hoa ngâu cài tóc bà càng thêm khác thường. Ngược lại khi ra núi tuyết khi vào áng mây với
trong khúc nhạc vui, trong khúc nhạc vui cung văn dâng mi lời ca. Ứng mi xinh như hoa, đẹp như tiên, dáng xinh mi dịu dàng, dáng tiên mi lướt nhẹ, làn da trắng hồng làm ngất ngây người trần xa. Nay nay về tiền là ban phúc đề đa, ấm no cho mọi nhà. Chim rừng mình ca hót, hót vang lưng trời. Bướm bay lả lơi trên khắp ngàn xanh, khoe sắc mùa xuân với muôn mi loài hoa. Ôi trên mi non cao có người tiên nữ đang hái hoa đeo gùi. Biết bao nhiêu thành đồng mừng vui đón chào hát khúc ca mi mùa xuân. Nay nay về tiền là ban phúc đề đa, ấm no cho mọi nhà. Nhạc đầu gầy như cuối hang, nơi non xanh suối ngàn tung tình. Có cơm lam thịt thính nem khô, hôm mê này theo nhịp xanh ngô tiếng nói mấy trò trẻ. Níu nô mi níu đùng, sập diều tiền chị tiền ra xem mi ngự đồng nghề thú vui, vui là thú non bồng đồng xa gắn thành bà về ngự vui. Trong đền vàng hương bay huyền ảo, ngoài sân rộng hồ bão vì dâng trắng nghĩ treo chênh chếch mập mờ, sao rơi lạc đạc mấy tầng sao bay. Hôm mi này ra ngự tiền là ngày mai đi lễ đền phú dày hay cha. Cung phù hò nguyện gần xa an lành, hôm mi này ra ngự dương độc độ cho các ghế, trong lòng được thành nghi thơ. Cầu cho già trẻ ai ai thọ trường bách tuế lâu dài thiệt xuân, tốt lộc mấy đa bài đổi ơn phép thanh muôn đời sáng quê. Đền thờ phong nguyệt vô biên, gió thu dịu giặt nề chuông thiên nhật ni khoan trình niềm đan, nhớ xưa tích mi cũ chốn lạc châu thủy tú sơn tinh. Trên đông cuồng tiến chúa giáng sinh,
sáng vào lệnh tộc, phước nghi lành nghi quyền cao, điểm xa uy bàn trao dưới trường chúa giáng trần thoáng mùi nhang. Sinh tiên chúa ai đường xanh tây, hằng trài chuốt đêm ngày dưỡng dục, giá so bằng vàng ngọc nên na nhân tình sao đổ ngân hà. Đóa phù dũng dương liễu nhớ nhớ về mà chàng trai lớn ý. Môn mi ngọc bề nét đan thanh ai vẽ cho in gộp lo đức tính dùng đi. Xanh bì tây khương an xuân sang, tuổi vừa ngoại kỳ mãn cõi trần, phút ni đã lên tiên. Trần ai biết phép tiên ẩn hình, trên đông quân sơn thì hữu tình, chúa thường chắc nghi sáng hiện hình bách bát ý. Trên
chắc nghi giác hiện hình nghi bách nghi ban danh tiên chúa trên ngàn lừng lẫy hóa phép màu đã dày thần oai ý. Ngàn lâm liệt thần cơ tụ long bảo lạc tam cờ ý. Danh nghi thơm nam bắc trung kỳ bà bảo dân mi hộ quốc tứ phương sắc lê mại đại vương trường trị đông quân tử đích vị danh lam ý. Chim kêu vườn hót trên ngàn tả thời bạch hổ hữu đoàn thanh long dòng bích lang nước trong mây leo nèo giải tô giang uốn lượn vì sinh nghe hồng mi reo trúc hoa tứ bề đi thanh gia hồi